Yo, xin chào các bạn đã quay trở lại với series Cày Chay nha. Ngày hôm nay thì bước sang ngày thứ tư các bạn ơi. Đấy, mình sẽ điểm danh một chút nha. Ngày hôm nay thì có một cột mốc khá là quan trọng, cho nên là các bạn nhớ theo dõi hết video nha. Đây, cột mốc này rất chi là quan trọng các bạn nha. Đó chính là rèn luyện tinh quái này. Miễn phí, chơi luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ đi xả cái vé tinh quái thôi. Bởi vì là mình tích lũy được khá là nhiều, 136 cái vé cơ mà. X1 đúng không? Khi mà mình thu hút thì chắc chắn là mình sẽ có được khá điểm đấy các bạn ạ. Không biết là có em nào xịn so các bói không đây. Wow, chưa có em nào xịn cả. Liên bạo. Có em này, Đại Minh Vương. Này khá là dễ dàng. Rồi luôn. Tiếp tục. Túp tiệp, ôi dồi ôi. Một lần nữa là chắc chắn là mình sẽ ra được truyền thuyết này. Ôi dồi ôi, lại ra em này. Thằng né mới đau các bạn ơi. Không có tinh quái đỏ à? Không có tinh quái đỏ à? Cố lên. Một em tinh quái đỏ đi. Ủa? Lắm vậy? Cay thế nhỉ? Rồi luôn ạ. Hơi cay cú tí các bạn ơi. Nâng cấp lên. Rồi, dây gai tinh. Phát nữa. Ghép một em. Chơi hôm này cũng được đấy. Còn em Đại Bằng Vương này thì chỉ hợp lý cho những bạn nào mà chơi phải né thôi. Rồi, cốt mị này. Linh thú phóng kỹ năng sẽ gây thêm một lần sát thương bằng 20% công. Cái đấy cũng được. Ok. Úi giời ơi. Úi giời, em này nhiều chưa? Hủy vãi. Hiệp 1 được nhận 12% HP tối đa, duy trì đến hết trận, hơi củi. 10% thủ, hơi củi này. Cá này xem nào, 15% sát thương bạo này. Tạm tạm các bạn ạ. Nếu như chơi liên kích bạo kích là cũng tạm, vứt vào là được ấy. 7,5% liên kích này đây. Điểu tinh này, 7,5% choáng này. Ôi. Ui, em này được nhiều chưa các bạn. Level 6 này. Level 7 luôn này. Cộng hưởng ở đây thì kích hoạt được một phát. Tăng cấp luôn. Kích hoạt phát nữa. Ôi, được có hai duyên. Cường hóa linh thú có 1%, hút máu 4% các bạn nhé. Rèn luyện tinh quái đây. Để mình xem là nhiệm vụ này. Đấy, mình ở trong top 52 luôn nha. Đừng có đùa nha. Ok, phết đấy. Đấy, bây giờ thì mình sẽ chơi cái rèn luyện này các bạn nha. Tinh quái của mình có ít thì mình cứ vãi x1 thôi. Xua tan này. Ôi, thôi chết rồi. Quên mất. Đáng lẽ ra nên x3 các bạn ạ. Bởi vì là mình nông dân thì mình phải chơi kiểu nông dân thôi. Chứ reset ra nguyên cam thì cũng không ổn. Rồi luôn này. Hai này. Ok này. Đấy, tím là chơi được rồi. Xem nào. Ôi, ít thế. Ồ, có 8 vé à. Đấy. Đây là mình sẽ còn như 1, 2, 3, 4. Đôi 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 10 em. 10 em mà chỉ còn 8 vé. Rồi. Đây. Đấy, yên tâm, mình tính toán là nó chỉ có chuẩn các bạn ạ. X1 luôn. Đây rồi. Đây rồi. 3 vé nữa đúng không? Vừa còn lại đúng 3 tinh quái. Ui giời. Hợp lý luôn này, 1. Ngon. 2 và 3. Đấy các bạn thấy không? Mặc dù là mình lực chiến cùi thôi, nhưng mà mình nằm trong top 14 của cái sự kiện đua top lần này nha. 19.000 điểm này các bạn này. Và xếp hạng chắc chắn là các bạn ấy sẽ cao rồi, nhưng không sao, mình thì cứ như vậy thôi là cũng được đấy các bạn. Top 13 thì để mình xem quà và xếp hạng sẽ là gì nha. Đây, trong top 20 thì sẽ có tinh quái truyền thuyết ngẫu nhiên cộng thêm 15 cái vé triệu hồi, 500 cái tiên ngọc. Ok, nói chung là an ủi một chút như vậy là cũng được đối với những bạn nông dân giống như mình rồi nha các bạn ơi. Nhận thưởng luôn. Tiếp tục là mình sẽ đi triệu hồi linh thú thôi, để xem là tình hình em ông già của mình như thế nào đây. Ủa, túi linh thú đầy á? Linh thú đầy là mình thả bớt đi. Mấy em này thì đâu cần thiết đâu. Tiếp tục là thả luôn triệu hồi linh thú này. Một em ông già nữa, bạn công mới đau các bạn ạ. Ok. Úi, cái gì đấy? Bạch hổ á? Bạch hổ thì thôi, bye bye hổ luôn. 165 à. Tiếp tục làm mới.
Úi rồi. Đây rồi, thêm một neo bóng già nữa. Chiu. Lại né mới đau các bạn. Cú thực sự luôn ạ. Linh thú của mình hiện tại là em này có bạo kích liên kích này. Bực thế nhỉ. Ai xì bà thực sự luôn ạ. Thôi, thế thì mình sẽ chơi bài này đi. Nuốt con xem ra có dòng gì xịn xò con bò hơn hay không. Ok. Ôi giời ơi, phản công được tăng lên nhiều, mấy cái dòng sau toán phẩm slam ạ. Ôi giời ơi. Tiếp tục này, nuốt trứng. Cứ nuốt con nhiều sao các bạn ơi. Nuốt trứng, dòng cam đi. Ôi giời ơi. Cay thế nhỉ. Nó lại không ra được dòng cam các bạn. Mà đây cũng không có cường hóa linh thú hay là suy yếu linh thú gì luôn. Bực thực sự. 34, 35. Ôi dồi ôi, chưa nâng cấp vào lên là vào 40 nốt. Thốn thực sự nha. Nếu như mà nhân phẩm không có là chơi cũng vất vả phết đấy các bạn ạ. Rồi, tiếp tục là mình sẽ đi xả đào thôi các bạn. Để xem là ngày hôm nay sẽ được những cái món đồ gì xịn xò con bò hay không nha. 300 đào cũng khá khá đấy. Ồ, có khi hôm nay là mình độ kiếp được thành công đấy chứ. Nếu như mà vượt được thêm mấy cái ải kia. Hiện tại cấp của mình là 111. Mà đến lên là 115 thì sẽ là 200 này. Uầy, 4 cấp nữa. Ít nhất là phải 800 đào cơ. 800 đào khả năng là chơi được cái chứ. Khiêu chiến yêu vương rồi nào. Cái ải này hôm nay không biết là vượt được chưa đây. Qua thì vẫn chưa vượt được. Ao chỉnh quá. Búc lại lần nữa xem nào. Ui dồi, ui dồi. À, mình quên mất mình chưa điều chỉnh lại tinh quái. Sau cái ải này mình sẽ quay trở lại mình điều chỉnh tinh quái nha các bạn. Xem mà nên chơi tinh quái nào cho nó hợp lý đây. Ui dồi ôi, thua. Tinh quái của mình đây. Ui dồi, tăng né mới đau chứ. Thôi được. 26k để mình chiến thì chả tội gì. Thôi thì mình bỏ em này ra nha các bạn ơi. Mình sẽ thay vào đây đó chính là em Đại Minh Vương. Đấy. Ít ra này thì có tí bạo kích này. Em này sói hỗn độn thì cũng hơi phế này. Bởi vì là đánh theo nhạy bén thì nó hơi cùi. Khi linh thú phóng kỹ năng sẽ gây thêm một lần sát thương bằng 20% công này. Nghe vẻ là hợp lý hơn này. Kể cả là chơi ong hay là chơi ứng long thì đều là ổn áp đấy các bạn ơi. Thôi tạm thời như vậy đã. Chị ôi tinh quái. Ờ thêm được 2 phát nữa này. Được thêm em nữa rồi. Ôi ôi chết. À em này được này. Sơn giã tinh cũng ổn này. Để mình xem nên thay cho em này không. Khi bắt đầu mỗi hiệp hồi bằng 10% công. Khoan à, trước tiên là mình cứ nâng cấp cái này lên phát đã. Rồi, tiếp theo là em này ghép này. Đây, khi HP lần đầu hồi ngay 20% HP tối đa. Rồi, thôi để mình đeo em sơn dã tinh trước đi. Để xem hiệu quả của em nó như thế nào nha các bạn. Ok, nhận thưởng luôn. Thôi chết rồi, hết vé rồi. Mà ở đây vẫn còn. À, có thêm một em mới, xua tan luôn. Úi sời, ngon lành cành đào luôn nha các bạn. Cấp 113 ok. 5.9 à, ải 5.9 thì hơi khó nha. Bây giờ thì mình sẽ phải đi vượt cái ải 5.9 này cái. Mạo hiểm này, đây là 5.6. Không biết là này có thể là vượt qua được hay chưa đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Hy vọng rằng là với khả năng gây thêm 20% sát thương thì em ứng long có thể gánh được nha. Đấy, lần đầu dưới 30% là hồi ngay máu. Ngon này. Ngon ngay. 5.6 đã qua được nha. Tiếp tục là 5.7. À, con này như là con né này. Ui da. Đau phết nhở. Ui, nó né thật đấy. Ui, nó né thật kìa. Cay phết. Né nhiều thế. Đeo cái kháng né mới được. Liên kích. Ok, cứ lực chiến tăng hơn là mình múc thôi. Nhưng mà cái vật cưới của mình cũng hơi cùi. Thành ra là kháng được có 33,6%. Hút máu này. Chơi luôn. Quỹ mạo hiểm cái gì đây. Ui. Lại nha. Con ếch này. Nhận thưởng luôn. Trong lúc chờ đợi thì mình phải đi càn quét cái khiêu chiến yêu vương này phát các bạn. Lấy thêm đào để có thể là chặt cây cho nó mạnh luôn nha. Ô in hết vào đào là hợp lý các bạn. Rồi, tiếp tục là tự động chặt nha. Rồi, kháng né. Liệu rằng mày có né được hay không? Mày có né được hay không đây? Cảm giác như không có cái hồi HP 10% công của em tinh quái kia.
nó cứ thốn thốn kiểu gì ấy nhở. Đấy, bắt đầu dưới máu thấp là nó bắt đầu né tăng lên đấy. Ui vãi, ui vãi, cay thế nhở. Để mình điều chỉnh lại tính quái một tí nha. Bỏ em này đi này, rời trận cho thử em lúc nãy vào xem nào. Lúc nãy làm gì ta? Đây, ra trận luôn. Lại nha, không biết là có thêm bể máu này thì có hợp lý hơn hay không. Rồi, hồi thêm được chút chút máu. Mày này, ai đau thế? Nó chọc vẫn đau lắm các bạn ạ. Mày này. Ô, 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 có bạo kích này. Bạo phát nữa là được này, tuyệt vời đấy. May của đấy có bạo kích chứ không thì cũng khó qua. 5.8 bắt đầu có choáng rồi đây. Chưa thấy bạo kích nhỉ? Đây, cộng dồn 5 hiệp cơ mà. Bạo đi, bạo đi. Ui, cố, vẫn chưa bạo. Rồi luôn, nó lại còn bị choáng nó mới đau chứ các bạn. Lại phải điều chỉnh vật cưỡi thôi. Nói chung là chơi ác nông dân này thì chắc chắn là chúng ta cần phải điều chỉnh vật cưỡi liên tục rồi. Rồi sang lần này qua được hay không nào. Bạo kích 2-3 cái đấy. Nhưng không có bạo kích rồi. Hơi khó nha. Hơi khó nha. Ui ôi. Lại choáng. Rõ là kháng rồi vẫn choáng nhỉ. Vãi. Rồi chưa ăn được rồi các bạn ơi. Vẫn bị thiếu một chút sát thương nha. Phải chặt cây thêm một tí đã. Khi mà có những trang bị xịn sò hơn thì mình mới có thể là đủ lực chiến để ăn được con đấy các bạn ơi. Ok, thì về cơ bản là như vậy. Ở ngày thứ tư nha, chủ yếu là cái sự kiện rèn luyện tinh quái này chúng ta xả đi để có thể là kiếm thêm một số những vật thưởng ở trong này nha. Chúc bạn chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi thêm series cải chay vào 17 giờ hàng ngày nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.